Tôi tên là Nguyễn Phú Đức, năm nay tôi 29 tuổi. Tôi đến từ Bến Tre. Ngày xưa ở quê thì tôi sống không có biết gì về điện thoại cũng như máy vi tính. Còn hiện tại bây giờ thì điện thoại máy vi tính cũng nó trở thành một cái phương tiện phổ thông đối với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. My name is Saptala. I'm from Singapore. We grew up in an era where every 2 years, every 1 year, you could see tech advancements and hitting milestones. Tôi là người đầu tiên trong gia đình làm việc trong môi trường có nhiều kỹ thuật số hiện đại như hiện nay. Do đó mọi thứ đối với tôi đều rất mới mẻ. Nhưng tôi cảm thấy tự hào vì điều đó. Khi vào làm việc tại Lazada Logistics Việt Nam thì tôi được trải nghiệm và học hỏi nhiều công nghệ số hiện đại. Điều khiến tôi thích nhất là khi được gặp những anh tài xế nhận hàng. Với việc sử dụng các ứng dụng công nghệ số hiện đại như hiện nay thì công việc của tôi ngày càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi mà tôi quản lý tốt công việc của mình thì các anh tài xế cũng hoàn thành tốt công việc của họ. So a typical work day in Lazada for my team to actually work on seller logistics experience, especially in the e-commerce industry where things are moving really fast, change is the only constant, and hence we need sellers to keep up to that pace. So we have tools, platforms to be able to provide the information easily and seamlessly to sellers. Things move much faster because of this digital technology that we have. Đối với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến như hiện nay thì tôi cảm thấy công việc của tôi ngày càng là trôi chảy hơn, đỡ áp lực hơn và giải quyết được nhiều việc hơn. Từ đó thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Khi tôi có một công việc tốt và ổn định, giúp đỡ được cho gia đình và ba mẹ tôi thì tôi cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc. To me, this job is not just a regular like 8-to-5 job. I'm constantly trying to think of ways to improve the experience for the sellers. You know, when you put so much of effort and then you see just a small positive feedback from a seller, we usually feel like we have made someone's day, we have made someone's life a bit better on the platform, and that is something that is really fulfilling for me and my team. I'm Saptala. I'm in charge of seller logistic excellence at Lazada in Singapore. Tôi tên là Nguyễn Phú Đức. Năm nay tôi 29 tuổi, hiện tại tôi đang làm việc tại Lazada Logistics Việt Nam.